Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em xin video của em Định, và video ngày hôm nay em Định xin thông báo đến các anh chị một cái tin vui. Tin vui đó là gì thì tí nữa em Định nói sau nha. Thì trước hết á, các anh chị cho phép em Định hỏi một vấn đề, đó chính là có bao giờ các anh chị nghĩ tới chuyện là mua cho gia đình nhỏ mình một căn nhà chưa? Và các anh chị nghĩ là mình mất khoảng bao lâu để mà hoàn thành cái khoản tiền trả góp cho cái căn nhà mà mình sắp sửa mua đó? Chắc chắn đó là một khoảng thời gian khá là dài và các anh chị cần phải chuẩn bị một khoản tiền khá là lớn. Vậy thì giải pháp như thế nào để mà các anh chị sở hữu cho mình một căn nhà dễ dàng? Thì tới đoạn em định thông báo tin vui rồi đó các anh chị. Đó chính là sắp đến á, chủ đầu tư Hưng Thịnh cho ra mắt một sản phẩm, đó chính là khu căn hộ 9X thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Vậy thì căn hộ 9X này có cái gì khác đối với những cái căn hộ khác? Thông báo một căn hộ, giới thiệu một căn hộ thì có cái gì mà vui? Tin này đâu có gì vui đâu. Thì chắc chắn á, là có cái điểm khác biệt đối với những căn hộ khác nha các anh chị. Thứ nhất á, là căn hộ 9X có tiến độ thanh toán siêu giãn luôn à các anh chị. Các anh chị chỉ cần vào trước 12% và những tháng sau đó các anh chị thanh toán 1% cho mỗi tháng thôi à các anh chị. Và qua tháng thứ 10, cứ 1 tháng rưỡi là các anh chị thanh toán 2,5% giá trị căn hộ nha. Và đủ 37 tháng, tương đương với 3 năm là các anh chị đã hoàn thành tiến độ đóng cho căn hộ của mình rồi. Với cái tiến độ thanh toán siêu giãn như thế này ạ, thì em Định cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái việc là các anh chị đi vay ngân hàng để mà mua căn hộ. Cái khác thứ hai đó chính là căn hộ 9X có chế độ chiết khấu cực kỳ cao luôn nha các anh chị. Chỉ cần các anh chị cầm chứng minh ra, 9X là được chiết khấu 9%, 8X được chiết khấu 6%, 7X được chiết khấu 5%. Mặc dù căn hộ có tên gọi là 9X nhưng mà những anh chị 8X, 9X vẫn được chiết khấu nha các anh chị. Đó là cái khác biệt thứ hai. Ngoài ra thì căn hộ 9X sở hữu cho mình rất là nhiều tiện ích luôn, như là hồ bơi, phòng tập gym, phòng sân tennis, sân cầu lông, khu tắm nắng, rồi vườn công viên trên cao. Nói chung rất là nhiều tiện ích ở bên trong đó. Em Định sẽ có một cái video chia sẻ về những cái tiện ích của căn hộ 9X để các anh chị mình tham khảo sau nha. Rồi thì video thông báo tin vui của em Định đã kết thúc rồi ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.